Hello, xin chào quý vị anh chị và các bạn nha. Đăng Hoàng Vlog đang ở con đường đắt nhất hành tinh đây ạ. Chính xác là con đường đắt nhất hành tinh này. Đó, phía sau này. Đúng rồi quý vị anh chị các bạn, không sai đâu ạ. Tại vì này Hoàng đang ở Thủ Thiêm. Và đây là con đường R4. Hiện nay thì đang xôn xao ở trên các mặt báo, các trang báo mấy ngày hôm nay. Tức là vấn đề Thủ Thiêm thì tràn lan khắp tất cả các mặt báo. Trong đó có một vấn đề nóng, đó là với những cái đoạn đường ở trong khu quy hoạch của Thủ Thiêm thế này gần 12 km mà tốn hết 12.000 tỷ đồng, đó là các cái thông tin trên báo chí đưa, thì những con số liệu là đầu tư bao nhiêu hay là ai ký quyết định đầu tư như thế nào rồi, cái đó thì Hoàng không bàn đến. Hôm nay thì Hoàng sẽ ghi nhận lại một số hình ảnh ở con đường đắt nhất hành tinh này để cho quý vị anh chị cùng các bạn để biết được là 1.000 tỷ đồng trên 1 km thì chúng ta sẽ có được những gì nhá. Khi xem video này thì rất mong quý vị anh chị cùng các bạn là cho video một like, share cho những người khác cùng xem và đăng ký kênh để xem những video mới. Biết đâu mai mốt có con đường bằng kim cương hay sao? Tại vì hiện nay là theo như tính toán thì nếu như con 12 km này mà dát vàng thì được khoảng là 0,0036 mm vàng, vàng bố số 9 nhé, thật nhé. Chúng ta có gì nào? Đây là mặt đường này, thì chúng ta vẫn có là bê tông nhựa nóng thôi. Đây là bê tông nhựa nóng này thì có phải là nhập khẩu về hay không? Còn đấy, đây là cái lề đường, cái bờ lên lề đường ấy thì được ốp bằng đá hoa cương. Chất lượng đá hoa cương này thì Hoàng cũng không thể định giá được, nhưng mà cái loại là loại đá giống như cái trứng cút ấy, đấy sao sao như vậy. Và trên này thì có một cái vỉa hè cũng được làm bằng đá hoa cương, đấy có một số cái đá hoa cương trang trí này. Cái đá này này, đá này cái đá này này, đá này mọi người này, hôm bữa Hoàng làm nhà thì làm cái đá giống như vậy ấy, thì hết hình như là người ta tính 400 mấy một mét vuông ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong kia của con đường R4 nhé, chúng ta đi vào trong kia một chút xíu nhé, chúng ta đi vòng, chúng ta sẽ tham quan xem là có những gì. Đây chúng ta sẽ có một cái cầu cạn. Cầu cạn tức là gì? Là cầu không bắc qua sông, nhưng mà do địa hình thấp cho nên là người ta phải làm cầu lên chứ nó không có bắc qua sông. Đấy. Bốn con đường dài 12 km này thì bây giờ vẫn đang thi công, chưa thi công xong, tức là xong toàn bộ đấy, chỉ có được một số vài đoạn là xong rồi. Đấy thì đây là trong một những cái đoạn mà đã xong rồi. Đi lên cầu thì không có vỉa hè, chỉ có một lối đi bộ nhỏ nhỏ thôi. Lối đi bộ nhỏ nhỏ. Hai bên cầu thì có lan can bằng sắt. Hiện nay thì cũng phục vụ cho một số người dân đi qua lại và các bạn trẻ đi vào trong này vui chơi dã ngoại ở trong này. Ngoài đi đường R4 này nữa thì mình có một cái đoạn đường khác nữa cũng tương đối đẹp, đó là đại lộ Phục Cung. Chúng ta sẽ đi trên cái đại lộ Phục Cung một đoạn nhé. Sau khi mà phải đi rồi chúng ta sẽ đi đại lộ Phục Cung. Đây là bắt đầu đoạn đường từ đại lộ Mai Chí Thọ rẽ vào đại lộ Vòng Cung. Đại lộ Vòng Cung thì cái đoạn này đã được mở cửa để cho đi vào rồi. Hiện nay thì đường vẫn là một thiết kế bê tông nhựa nóng ở mặt đường và hai bên vỉa hè thì được lát bằng đá hoa cương. Cái bậc lên vỉa hè thì cũng được ốp đá hoa cương giống như cái loại đá hoa cương hồi nãy Đồng Hà Vlog có quay cho anh chị coi ở phần trước của video đấy. Mặt
đường thì tương đối đẹp, rộng thoáng, hai bên đường có cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng đầy đủ rồi. Nhìn ra xa thì bên kia là khu Sala Đại Quang Minh, và cây cối xung quanh thì vẫn đang còn cây hoang dại rất nhiều. Đường thì hiện nay đang có một số chỗ đỗ xe cho một số cái xe người ta dừng đậu ở trong thành phố quận 1, thì không có chỗ dừng chỗ đậu thì có thể là đi qua đây để dừng đậu đó. Và đến ngay chỗ ngã tư này thì chúng ta đã hết đại lộ Vùng Cung rồi, và phía bên phải thì gọi là đường Châu Thổ đấy, phía bên trái đường Châu Thổ đấy, và đây là cái đường R3 này, quý vị chị này, đường R3 này nó một thiết kế rất giống nhau, tuy nhiên là đường R3 này thì nhỏ hơn, hẹp hơn, rất nhiều cái xe buýt đang đậu ở đây, đang đậu để chờ cái giờ đến tan tầm ấy, để đưa đón nhân. Cái đường R3 này thì sẽ đi xuyên suốt tới cầu Thủ Thiêm 2. Hoàng thấy chất lượng cũng rất tốt. Hoàng xin nhắc lại là Hoàng chỉ ghi lại những cái hình ảnh video này để quý vị chị xem được biết là công trình hoàn thành đã được đến đâu và chúng ta có những cái gì trên con đường này. Còn Hoàng không có nói sâu đến những cái vấn đề như là liên quan đến những cái vấn đề khác, tiền, số tiền đầu tư lấy ở đâu. Tất nhiên thì thời gian vừa qua Hoàng thấy những cái bà con mà bị giải tỏa nhà đó, thấy là cuộc gặp với các cái vị lãnh đạo thì thấy cũng rất là đau xót, tại vì chính nhà của Đông Hoàng Vlog ấy, trước đây cũng đã bị thu hồi đất một cách là không có biên bản thu hồi, không có một cái gì hết á. Tất nhiên là đất ở quê thì nó tương đối là rẻ, không có giá trị. Tất nhiên là vẫn Hoàng nghĩ thì vẫn cũng nên là có một cái thông báo cho người dân trước khi thu hồi. Trong khi đó thì nhà Hoàng thì cũng mất khoảng hơn 1.000 mét đất nhưng mà không có cái thông báo thu hồi. Đó, đây là chúng ta đã đi đến cái khu vực xây công trường xây dựng của Empire City, cái dự án Empire City gồm có rất nhiều cái nhà thương mại và một cái tháp Empire City 86. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ rẽ qua cái đường Nguyễn Cơ Trạch. Nguyễn Cơ Trạch là đường đi qua cái khu Sala Đại Quang Minh. Đường này thì lớn hơn này. Đường này thì được làm đẹp hơn. Nhưng mà con đường này thì không phải nằm ở trong cái bốn con đường có tổng đầu tư là 12.000 tỷ đâu quý vị anh chị và các bạn. Đường này là của chủ đầu tư làm cho khu dân cư này. Quý vị thấy hai bên đường không? Nhà đẹp tuyệt vời luôn. Có tiền mà sắm một căn nhà ở đây ở thì quá là ổn, nhưng mà chắc chắn là đắt rồi, nhà những chỗ này thì chắc chắn đắt rồi. Dân Thủ Thiêm được giải tỏa đền bù đất thì chắc chắn cũng rất ít người mua được ở đây, tại vì là mua ở đây thì chắc chắn phải bù tiền vào rất nhiều, được tiền. Và như hôm bữa báo chí có đưa thì người ta được đền rất là ít tiền và giá cả thì rất là đắt cho nên không mua được. Bây giờ đang phải ở những cái nơi có những nhà ở những nơi rất là tạm bợ. Và thì chúng
ta đi gần đi ra đại lộ Mai Chí Thọ rồi. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi nội dung video cũng như là ủng hộ kênh Đăng Hoàng trong suốt thời gian qua. Xem được video mong quý vị anh chị cho video like, share cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh để xem những video thú vị lần sau. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.